Những ngày qua, rét đậm rét hại đã bao trùm toàn bộ miền Bắc, do đó tại các cơ sở y tế khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, số lượng bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu tăng, chủ yếu do bị nhiễm lạnh và đi ngoài. Theo khảo sát của phóng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong những ngày qua, số lượng bệnh nhân đến khám giảm 1/3 so với bình thường. Tính đến 14:30 ngày 27 tháng 1, số lượng bệnh nhân đến khám là 1.049 lượt. Số lượng bệnh nhân đến nhập viện có tăng nhưng chỉ ở mức trung bình. Theo tiến sĩ Đỗ Mạnh Hùng, người phát ngôn của khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời điểm trung bình, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.100 đến 3.000 lượt bệnh nhân khám trên ngày, có ngày cao điểm lên đến 4.000 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong 3 ngày gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám giảm 1/3 so với thời gian trước. Bệnh nhân đến khám chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và đi ngoài, nhưng số lượng bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp là cao nhất. Trao đổi về pháp luật Plus, tiến sĩ Hùng cho rằng, số lượng bệnh nhân đến khám giảm như vậy có thể là do thời tiết quá lạnh nên các bậc phụ huynh ngại cho con ra đường, chỉ những trường hợp bắt buộc phụ huynh mới cho con đi khám. Mặc dù số lượng bệnh nhân đến khám giảm nhưng số lượng bệnh nhân nhập viện tăng hơn so với mức bình thường. Còn tại khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, từ những ngày qua số lượng trẻ nhập viện đã tăng vọt bất ngờ. Mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 100 trường hợp trẻ nhập viện, đa phần trong số đó là các trẻ mắc bệnh viêm phổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những ngày này, tại khoa Nhi thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ bị viêm phổi. Nguyên nhân là do thời tiết lạnh, cha mẹ giữ ấm cho trẻ sai cách khiến tỷ lệ trẻ mắc bệnh khá cao. Do có quá nhiều bệnh nhi đến nhập viện trong một ngày nên các bác sĩ ở đây liên tục phải làm việc hết công suất và buộc phải đưa một số trường hợp nhẹ hơn chuyển sang chăm sóc ngoại trú. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo các bậc cha mẹ phải luôn giữ ấm cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trong những ngày lạnh. Để phòng tránh cái rét thì vì là nó rét ghê quá. Thế nên là chúng ta phải thứ nhất là hạn chế cho các cháu ra khỏi nhà, và trong nhà thì chúng ta phải cố gắng có các cái hệ thống để mà sưởi ấm căn phòng cho các cháu đấy, hoặc là nếu không thì phải cho các cháu mặc đủ ấm. Trong trường hợp mà phải đi ra khỏi nhà, ví dụ đi học rồi đi nhà trẻ, đi mẫu giáo vân vân, thì chúng ta phải ăn mặc cho nó đủ ấm đấy. Và khi mà sử dụng các phương tiện đi lại thì cũng phải các phương tiện cho nó đủ. Trong trường hợp mà có rất nhiều gia đình là hiện nay vẫn phải cho các cháu đi bằng phương tiện cá nhân như là xe máy đấy, thì chúng ta cũng phải đừng có đi nhanh quá đấy. Đi nhanh quá thì nó mất gió, nó mạnh thì có thể nó làm cho các cháu rét hơn. Thế rồi thì cũng phải mặc các cái áo để mà cho nó đủ ấm, quần rồi tất rồi mũ vân vân. Thế và cũng phải có phương tiện để mà tránh mưa, vì một số trường hợp nó mưa bất thường, nhưng nếu mà phải nước mưa thì nó cũng dễ gây viêm phổi. Thế còn các cháu lớn đấy thì cũng phải dặn dò các cháu cẩn thận, tức là ăn mặc cho nó cẩn thận, tại vì các cháu nó rất là hiếu động. Một số cháu lớn hiện nay là nó rất hiếu động, cho nên là nó nhiều khi nó chạy nhảy cái nghịch ngợm, thế là mặc nhiều quần áo to quá thì là nó khó chịu, cho nên là nó cứ không mặc. Và những cái cháu đấy thì mà không mặc các cái quần áo mà nó chống rét đấy thì là nó nhiều khi nó mải chơi quá, nó chạy đùa nghịch thì là các thứ, thế là nó cũng dễ bị nhiễm lạnh và nó cũng dễ bị viêm phổi ở trẻ lớn.